đổi màu đèn thử nha. Màu này được không? Thử màu khác này. Xanh này. Màu này. Thế là màu này. Rồi, màu xanh này cho nó huyền bí nha. À, rồi, ok. Mình đổi dùng con smartphone mình đổi cái màu, đổi cái đèn, màu đèn của con smart light trên tường á. Ok, rồi. Vô nội dung chính ha. Alo alo, chào mọi người, mình là Cốc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Genus Channel. Không biết mình có làm cái video nào về crypto hay ta. Hình như là chưa đúng không? Video này là video đầu tiên làm về crypto ha. Và hôm nay á mình gặp khá là nhiều kèo lừa đảo bạn. Và nhân dịp đó thì mình sẽ làm cái video những cái cách lừa đảo trong lĩnh vực crypto ha, và những cái hướng dẫn để mà bạn cảnh giác. Ok, và đồng chính ha. Nhưng mà như mọi khi đi. Intro. Rồi, trước khi vào nội dung chính á thì mình dẫn chuyện xíu ha. Bạn mình đang làm một cái dự án NFT art các bạn. Capun ha. Tức là những cái con NFT nè, hình con mèo giang hồ nè ha. Đó. Đây là domain nè, capun.net nè ha. Và câu chuyện bắt đầu từ cái dự án này các bạn. Sáng nay á trên Discord nè. Tự nhiên có một cái người đó chủ động inbox cho mình. Kêu là cái mining live nè, cái resale nè, nó đã online rồi ha, vô đặt chỗ lẹ lẹ đó, cũng là link cách bân luôn, bấm vô ha. Đó, giao diện này cũng là mining is live, thấy không? Đây là cái trang chủ đó nè ha, còn đây là cái trang nè, nó thôi. Rồi đó, bạn thấy gì khác biệt chưa nè, thấy không? Giao diện khác. Nếu mà bạn không có bật cái giao diện của trang chủ này lên á, bạn sẽ không có để ý ha, là nó ra vậy đó. Và trong cái lúc mà mình hớn hở quá, giống như là mình đang trúng kèo resell á đó, thì xém nữa là mình xoay vốn, mình đổi hai đồng Solana. Hai đồng Solana giá hiện tại á là một đồng Solana giá hiện giờ đang khoảng $200 rồi phải. Hai đồng Solana, 1,75 đồng Solana là cỡ bao nhiêu ta? Cỡ khoảng $350 cỡ đó, là tương đương cỡ 8-9 củ rồi ha. Đó, xém nữa là mình xoay gần chục củ để mà tham gia cái resell đó các bạn. Và xém nữa là mình bay mất gần chục củ rồi đó ha. May là mình tỉnh táo, mình tự nhiên mình thấy cái này nó có vấn đề, có gì đó, mình kiểm tra lại. Tại vì trước khi những cái giao dịch này quan trọng á, mình kiểm tra lại. Bấm vô cái connect nè, connect phantom nè, nó không ăn nè, cái giao diện nó thấy hơi kỳ kỳ nè. Và mình vô cái trang chủ của Capun, cái trang chủ của bạn mình á, thấy giao diện nó khác. Và mình để ý là cái domain, bạn thấy không, capun.net, đây là Capun có chữ S đây rồi ha. Đó, scam các bạn, thấy không? Một kèo scam, xém nữa là nếu mà không tỉnh táo á, nếu mà mình tham lam á, là bay mất gần chục triệu rồi ha. Đó, thường thường là khi mà người ta đánh vào cái tâm lý là tức là mình tham lam ha. Những cái kèo này nhiều người ta tham, người ta không có máu, nó chưa kịp lên não á, bay mất gần chục củ trong vòng nửa nốt nhạc, thấy không? Đó, còn nếu mà những cái kèo resell này trên cái trang của bạn mình đang có resell với bạn, nhưng mà chưa có mở chính thức ha, 24 tiếng nữa mới mở đó ha, thì cái này tính nói sau nha, cái này mình sẽ nói sau đó. Bạn nào mà quan tâm thì vô cái Capun này rồi nghiên cứu. Rồi, video này nói về chủ đề lừa đảo thôi ha. Đó, thì cái trang lừa đảo này bạn thấy không, đó, làm giao diện bắt trước rồi, cái domain cũng gần giống luôn, và tự nhiên có người mời chào luôn đó chứ ha. Đó, đó là những cái bạn cần lưu ý ha. Đó là gì? Nó đánh vào lòng tham của bạn, đánh vào cái sự mà vội vàng của bạn khi mà có kèo thơm. Những cái kèo mà resell này là kèo thơm các bạn ha. Và bạn cần phải để ý là những cái moderator hoặc là những admin của những cái dự án đó, họ không bao giờ họ chủ động inbox cho bạn, đúng không? Đó. Và một cái nữa là cái domain nó khác,
Domain này nó gian lắm bạn, nó có thêm chữ S. Bạn mà không có để ý là bạn coi như là bạn dễ bị lừa ha. Đó, may là hôm nay xém nữa là mình bị, xém nữa là bị lừa mất 10 củ ha. Đó, may là còn có chút tỉnh táo. Ok ha. Đó là xong một cái hình thức lừa đảo. Đó là nó dựa vào lòng tham của bạn để mà nó gửi cho bạn những cái link lừa đảo. Ví dụ như là kèo resell, kèo whitelist. Đó, bạn mà nhanh tay nhanh hơn não á, bạn vô đây bạn nhập rồi bạn chuyển tiền, deposit tiền cho nó là bạn bay, bay mất mấy củ ha. Đó là cái hình thức lừa đảo đầu tiên là trên Discord. Và hình thức lừa đảo thứ hai là trên Telegram các bạn ha. Telegram là cái nền tảng mà người ta có thể ép bạn vô group ha. Rồi những cái group đó có nè, đây nữa là cũng nè, resell nè, thấy không? Đó, nhưng mà bạn để ý những cái group nào mà bạn không chủ động bạn vào á thì trên đây nó sẽ có cái dòng này ha, report spam and leave. À, đây là những cái group mà họ chủ động họ ép bạn vô chứ không phải là bạn chủ động bạn vào ha. Nghĩa là bạn bị động, bạn bị động thì nó sẽ có trên cái tiêu đề của cái group này, nó sẽ có những cái này nè. Đây là cái group bạn cẩn thận coi người lừa đảo ha. Đó, cũng nó cũng nè, nó cũng hối hả bạn này, thấy không? Là kêu tao đang có resell IDO nè. Đó, bạn có thể nạp vô tối thiểu là nửa BNB này nọ ha. Đó, thì họ đánh vào cái tâm lý của bạn là cái người, những người mà có lòng tham mà thiếu kiến thức nền tảng về crypto ha. Đó là rất là dễ bị lừa các bạn. Đó, nói chung là bạn phải cẩn thận những cái này đó, ha. Rồi đó là cái thứ hai, một cái là về Discord và cái là bên Telegram ha, thấy không? Đó rồi, nói chung là hai cái đó là hai cái rất là phổ biến ha, trong cái chuyện mà cái lĩnh vực về crypto. Tại vì cái Telegram và cái Discord là hai cái nền tảng rất là phổ biến mà cái dân crypto người ta rất là hay dùng. Đó, họ đánh vào lòng tham và đánh vào sự thiếu hiểu biết đó ha. Khuyến mãi thêm một cái nữa các bạn, là mình vừa mới nhận được email này. Đây email này gửi tới cái địa chỉ email mà trên cái channel của mình á, địa chỉ liên lạc á. Họ báo kêu là đó, chúc mừng bạn là Nike đang tìm kiếm đối tác để mà làm những cái video quảng cáo cho những sản phẩm của Nike ha, ví dụ như là quần áo, giày dép, đồ thể thao này nọ. À, ghê không, ghê không đó, được Nike mời luôn ha. Đó, nhưng mà nói chung là mấy cái này là tròn nít với mình ha. Bạn để ý cái email này mẹ lừa bố mình, một ngày mình nhận được những email cái này là không ít đâu ha, có ngày lên đến cả chục cái đó. Nói chung là những, nếu mà bạn rảnh á, bạn có thể reply họ, rồi họ có thể sẽ cũng nói chuyện lịch sự bình thường lắm, rồi họ có thể gửi cho bạn cái link kêu bạn nhập thông tin này vô, hoặc là họ sẽ gửi cho bạn một cái phần mềm nào đó kêu bạn giải nén ra, bạn chạy phần mềm đó, bạn chạy xong phần mềm đó là bạn mất cái kênh YouTube của bạn ha. Đó, nói chung là rất là nhiều trò lừa đảo trên cái lĩnh vực trên internet rồi trên crypto ha. Đó thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn những cái đó thôi ha. Đó, để mà chống lại, tránh cái việc bị lừa thì bạn cần phải làm gì? Rồi mình sẽ quay lại cái Discord ha. Đây, cái thứ nhất bạn cần phải lúc nào cũng phải đầu óc phải cẩn thận ha, cẩn thận, bình tĩnh, đừng có tham lam ha. Cái tham lam là cái rất là nguy hiểm các bạn ha. Những họ sẽ đánh vào cái tâm lý tham lam của bạn, họ sẽ gạ cho bạn những cái kèo thơm mà bạn cần phải làm liền, nếu không là người khác sẽ lấy mất cái kèo đó ha. Đó, và những cái tình huống đó bạn dễ bị cái chuyện mà tay nhanh hơn não, ngu dốt và bạn bạn tức ói máu luôn ha. May là mình chưa bị lừa. Mình nói chung là một ngày mình gặp những cái này rất là nhiều đó các bạn ha. Đôi khi trong lúc mà bạn thiếu tỉnh táo á ha, trong lúc bạn mệt sao á, bạn thiếu tỉnh táo là bạn bị người ta lừa đó, nên cẩn thận ha. Và cái nữa quan trọng nữa để mà không có bị lừa là bạn nên trang bị cho bản thân những cái kiến thức về cái lĩnh vực mà bạn tham gia. Ví dụ là kiến thức về internet nè, bạn nhìn vô cái domain đó bạn thấy nó có vấn đề, bạn vô cái web đó bạn thấy cái web nó có vấn đề ha, bạn chạy một vài tính năng thấy nó có vấn đề đó. Rồi bên crypto á, bạn lưu ý một cái điều quan trọng là admin của những cái dự án đó họ không bao giờ họ chủ động inbox cho họ inbox cho bạn, thấy không? Nếu mà thấy người ta inbox á là khả năng 99,99% là lừa đảo rồi các bạn, là scam rồi ha.
Đó. Và thêm một cái lưu ý nha các bạn ha, là những cái dự án nào á mà bạn thấy mà cái tỷ lệ mà lợi nhuận mà quá cao đi, ví dụ như là 2 3 ngày, một ngày mà lợi nhuận 20-30% mỗi ngày á, 99,99% là scam luôn đó, không có chuyện làm ăn gì mà nó lợi nhuận ngon vậy đó. Thật ra thì trên lĩnh vực crypto nhiều khi qua một đêm có thể ít 2 ít 3 ít 5 cũng có, nhưng mà rất rất là hiếm ha. Đó, nói chung là bạn cần phải tỉnh táo và đừng có tham lam quá. Tham lam thì cũng phải có kiến thức mới tham lam được ha, chứ không là bạn nhắm mắt thì là bạn ném tiền qua cửa sổ đó ha. Đó, đó là những chia sẻ của mình mà về những cái chuyện mà lừa đảo trong cái lĩnh vực crypto ha. Đó, ở đâu cũng có lừa đảo đó bạn, và bên đặc biệt là bên lĩnh vực crypto thì lừa đảo cực kỳ nhiều luôn đó. Mỗi ngày là mình nhận được những cái tin nhắn kiểu này nè, bên Discord bên Telegram là cực kỳ nhiều luôn ha. Đó rồi, đó là nội dung của ngày hôm nay ha. Nói chung là trên lĩnh vực crypto hay là bất kỳ cái lĩnh vực gì đó phải cẩn thận và có những cái kiến thức nền tảng, ít ra phải có những kiến thức nền tảng về đó ha. Đó thì kiến thức nền tảng lấy đâu thì bạn có thể tự học hoặc là đăng ký những tham gia những cái lớp nào về dạy về đó, hoặc là có thể subscribe kênh cho channel mình đó, thì có thể là mình sắp tới mình sẽ làm hướng dẫn về những cái video hướng dẫn về về crypto chẳng hạn ha. Đó, mình sẽ hướng dẫn những kiến thức căn bản cho bạn. Ok rồi, nếu mà thấy video này có ích á, nhớ comment và like ủng hộ mình ha, và thuật toán YouTube nó sẽ ưu tiên những video nào mà có nhiều comment nhiều like ha. Đó, khi mà video có nhiều like nhiều view nhiều comment á, mình sẽ có động lực để mà làm thêm những cái video khác nữa cho bạn ha. Rồi, với những bạn nào mà mới tới chân cái channel đầu á, nhớ bấm nút subscribe ha, và bấm nút cái chuông bên cạnh nó subscribe để khi mà mình có video mới á, thì bạn sẽ ngay lập tức nhận được những thông báo đó và bạn sẽ là người coi đầu tiên. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã coi video nha. Bye bye and good luck. Oh, hết mưa rồi, may quá.